Trên chuyến bay Vietjet 455 Hà Nội đi Phú Quốc, nữ hành khách hoang mang khi gặp kẻ xin ăn vô cùng đáng yêu. Vào ngày 9 tháng 5, trên chuyến bay Vietjet mang ký hiệu VJ455 khởi hành từ Hà Nội đi Phú Quốc, chị Miu bất ngờ bắt gặp một vị hành khách ngồi ở ghế trước của mình, không tập trung ngồi yên trên máy bay mà cứ ngoái đầu ra sau để xin thức ăn của chị. Sau khi chia sẻ đoạn thông tin trên, đã có rất nhiều người bất bình vì sự thiếu nghiêm túc và chuyên nghiệp của vị hành khách đi máy bay này. Đã có tiền đi máy bay mà lại thiếu ý thức như vậy, thật là đáng phê phán. Thế nhưng sau khi xem clip thì mới phát hiện ra vị khách đó hóa ra là một bé golden vô cùng đáng yêu. Với hơn hàng chục tấm hình được chụp lại bởi chị Miu, có rất nhiều bằng chứng cho thấy vị hành khách này ban đầu chỉ xoay ra nhìn chị, sau đó vô tình phát hiện ra thức ăn trên bàn và bắt đầu xin được ăn cùng. Vì quá bất ngờ và chưa kịp phản ứng nên chị Miu chỉ biết ngồi nhìn. Thế là chú chó lại tưởng là chị không cho. À, chị ra mày chọn cái chết. Nên dở thói côn đồ, nhè răng hù dọa như kiểu không cho ăn thì đừng trách. Thế nhưng hành vi này lại phản tác dụng vì càng nhìn càng thấy đáng yêu chứ không thấy đáng sợ tí nào cả. Chắc chú chó sẽ tổn thương lắm khi thấy hình ảnh của mình đang cố gắng làm cho khuôn mặt thật dữ tợn lại hóa thành đáng yêu như thế này. Câu chuyện rất đáng yêu, nhưng theo thông tin được biết thì hãng Vietjet vẫn chưa cho phép thú cưng đi cùng khoang hành khách, nên thực tế hình ảnh này có thật ở Việt Nam hay không vẫn chưa được làm rõ. Nhưng hình ảnh cute thế này thì cũng xứng đáng nhận được triệu like các bạn nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.